bán nhà xây mới 4 tầng tại ngõ 57 đường Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế 4 tầng, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có diện tích ở trên sổ đỏ là xấp xỉ 40m2. Có hướng nhà là hướng Đông Bắc. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ cái phía bên ngoài ngôi nhà. Và ở đây là cái đường trước nhà đây. Đường trước nhà là rộng 3m. Đấy, có thể là để xe cộ, xe máy tránh nhau rất là thoải mái. Và cách cái đường ô tô đi là chỉ khoảng tầm 30m thôi. Toàn bộ mặt tiền ngôi nhà đều được ốp bằng đá granite hết. Chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện cái hệ thống điều hòa và tất cả những hệ thống điện nước ở trong ngôi nhà. Sau đây thì mọi người có thể tham quan chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà đây. Đó, diện tích ở phòng khách rất là rộng. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và có một nhà vệ sinh phụ. Toàn bộ những cái hệ thống tủ bếp này, hệ thống bàn ghế, hệ thống kệ tivi và quạt trần đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Đây, tôi xin mời mọi người tham quan toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây. Thiết kế rất là rộng và rất là hợp lý. Với diện tích ở trên sổ là 40m2. Đấy, chúng tôi đảm bảo là thiết kế là rất là rộng rãi, đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Đấy, và đây là khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp thì là sử dụng là tủ bếp là bằng gỗ xoan đào. Toàn bộ những cái hệ thống bếp từ hai vùng này, rồi quạt hút mùi này đều được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện xong hết. Sử dụng vòi rửa và chậu rửa là bằng chất liệu inox 304. Đấy, thiết kế tủ bếp dạng CL rất là đẹp, rất là rộng. Và đây là khu vực phòng khách ạ. Khu vực phòng khách là được chúng tôi bày sẵn một cái hệ thống bàn ghế và kệ tivi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy, và phòng khách là cũng được lắp một cái quạt trần điều khiển từ xa mang thương hiệu Panasonic. Toàn bộ những cái hệ thống trần thạch cao này, đèn led, rồi hệ thống gạch lát nền là đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Mọi người có nhu cầu thì là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 ạ. Nhà vệ sinh là đã được chúng tôi lắp đặt hết những cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60. Chúng tôi cũng đã lắp sẵn một cái hệ thống máy bơm nước ở trong nhà vệ sinh tầng 1 dùng để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ những cái không gian ở phía tầng 1 đây. Và sau đó là chúng ta sẽ lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thiết kế của tầng 2 thì là sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Và cái thiết kế của ngôi nhà này là tất cả những ô cầu thang. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy tất cả những ô cầu thang và tất cả các phòng ngủ là đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Đây, đây là toàn bộ không gian của tầng 2 đây. Chúng ta sẽ có 1 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ thứ nhất ạ. Phòng ngủ này đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống điều hòa, hệ thống điện chiếu sáng. Có sẵn cái hệ thống đường dây cáp để chờ, để lắp mạng internet và xem tivi, xem truyền hình. Cái thiết kế của phòng ngủ rất là rộng. Chúng ta có thể kê giường, tủ, bàn ghế hoặc là bàn trang điểm rất là thoải mái. Sử dụng là cửa thông phòng là bằng gỗ lim Nam Phi. Và khi mà khách hàng mua nhà thì chúng tôi cũng sẽ tặng hỗ trợ cho khách hàng 2 bộ rèm cửa là chúng ta sẽ lắp ở phòng ngủ bên này và 1 phòng ngủ bên này nữa. Đấy, đây là phòng ngủ thứ hai ạ, cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Sử dụng điều hòa 12.000 BTU, điều hòa 2 chiều. Đấy, tất cả các không gian của phòng ngủ là đều có cửa sổ mở ra bên ngoài. Sử dụng là cửa sổ là bằng cửa nhôm kính và có song cửa bên trong là bằng sắt hộp sơn tĩnh điện, đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà. Và ngôi nhà là trong phòng là luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí.
Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan phòng vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh là đều được chúng tôi là sử dụng là gạch ốp là kích thước là 30x60, sử dụng gạch đất nền là gạch chống trơn kích thước là 30x30. Đã lắp đặt hoàn thiện hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, lavabo, vòi tắm nóng lạnh, vòi xịt và những cái hệ thống phụ kiện gương kính ở trong phòng. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống quạt hút mùi và hệ thống đường điện và đường nước để chờ cho quý khách hàng là có thể lắp đặt được cái hệ thống bình nóng lạnh luôn. Đấy, đây là toàn bộ không gian tầng 2 đây, mọi người có thể là nhìn lại. Và tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau, chúng ta sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đấy, phòng ngủ đấy, phòng ngủ giống như ở dưới tầng 2 thôi. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là phòng ngủ thứ tư đây. Rất là rộng. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Đó, đã hoàn thiện xong hết rồi. Mọi người có nhu cầu thì là chúng ta có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Tiếp theo đây là mời mọi người đi tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một khu vực để máy giặt ở phía bên trong đây. Đấy, chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống đường điện, hệ thống vòi cấp nước và hệ thống xả nước để lắp đặt sử dụng cho máy giặt. Và ở cái khu vực ô cầu thang này thì sẽ có thêm là một cái ô giếng trời nữa, dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cầu thang rất là rộng, rất là sáng. Ngôi nhà luôn luôn là đầy đủ ánh sáng và không khí, có rất là nhiều cửa sổ. Và ở phía bên ngoài đây, đây là cái khu vực sân phơi. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết cái hệ thống mái tôn. Đấy. Sân phơi rất là rộng, được nát gạch sân vườn kích thước là 40x40. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua một chút ở xung quanh đây. Khu dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng và cũng rất là nhiều công trình nhà mới đang được xây dựng và mọc lên. Đấy, ở quanh ngôi nhà bán kính 500m thì có đầy đủ hết toàn bộ những cái tiện ích là siêu thị, chợ, trường mầm non, trường cấp 1. Đấy, cũng rất gần trường cấp 2 và ủy ban nhân dân phường thôi, chỉ cách khoảng tầm 1 cây thôi. Tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà này, thì là có hướng chính là hướng đông bắc, diện tích ở trên sổ đỏ là 39,3m², được chúng tôi xây mới 4 tầng với thiết kế là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Chúng tôi sẽ tặng cho khách hàng là toàn bộ những cái hệ thống quạt hút mùi, quạt trần, bếp từ, bàn ghế và điều hòa rèm cửa. Quý khách hàng có nhu cầu cần mua nhà hoặc là tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản cảm ơn khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.